Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn là một cái cục sạc Samsung sạc điện thoại 5V lên thành 12V sau khi các bạn gắn cái VR này. Các bạn chỉ cần mất một phút để gắn vào là nó sẽ sử dụng một cách thoải mái hơn, nhiều công năng hơn các bạn ơi. Chẳng những 12V mà các bạn có thể làm cho nó lên 15, 19, 20V. Bây giờ sẽ test để các bạn thấy kết quả mình đã làm. Và từ đó bắt đầu yêu thích thì các bạn sẽ làm nha. Nếu cục sạc của nó là 5V chưa tác động các bạn nha. Và mình sẽ chuyển cái đồng hồ đó này qua cái cục sạc này đã tác động. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành chỉnh các bạn ha. Lúc đó mình sẽ tiến hành chỉnh. Rồi bây giờ vẫn xem như là 5V các bạn. Và mình sẽ chỉnh ở đây con ốc này các bạn ạ. Các bạn muốn mấy vôn mình sẽ chỉnh cho các bạn. Các bạn văng nhánh thì nó vốn nó lên nhánh các bạn nhé. Mình sẽ đưa gần cho các bạn xem. Rồi 12V các bạn. Các bạn có thể dùng 12V các bạn thích. Các bạn thích nữa thì các bạn lên nhé. Đấy. Rất là thoải mái các bạn ơi. Nó có thể lên tới 25V và mình đang lưu lại. Mình sẽ dừng 12 để sau đó mình sẽ chế các cái tải cho các bạn xem. 12V các bạn. Rất là chuẩn các bạn nhé. Để khám phá bên trong, bắt đầu mở cái nắp này ra rất dễ dàng các bạn. Và dùng vít bẩy cái tấm này lên. Khi các bạn tháo ra thì nó rất là đơn giản các bạn. Đây là chi tiết 3 sợi dây hàng VR vào vị trí của bo mạch. Mình sẽ cùng lúc đưa lên hình ảnh cách hàng vào cho các bạn thấy rõ nha. Nhưng bây giờ video này mình muốn giới thiệu là chỉ cần nâng lên 12V và dùng cho quạt máy để làm mát nếu các bạn muốn. Quạt là chạy rất là mạnh luôn các bạn. Dòng bây giờ đã lên được 0.64A. Rất thoải mái các bạn nha. Dòng này có thể lên được 1A các bạn nha. Có nghĩa là các bạn có thể móc thêm một cái quạt máy nữa song song cũng được, tức là dùng 3 cái quạt máy đó các bạn. Mình tháo đồng hồ ra là nó sẽ ngưng nguồn cung cấp các bạn nha. Đồng hồ này rất là lợi hại các bạn ơi. Mình cũng tự làm luôn và giới thiệu cho các bạn cách làm nó ở trong cái video này luôn. Các bạn chú ý vào cuối video để xem các bạn nha. Đồng hồ này có nhiều chức năng lắm các bạn ơi. Nó có thể đo vôn được. Đo vôn cũng được các bạn nha. Rất là thoải mái. Các bạn có pin thì đo pin. Nó rất là thoải mái luôn các bạn. Ví dụ như mình muốn đo cho các bạn xem cái này nha. Ở đây mình có 2 viên pin. Mình muốn đo nó bao nhiêu vôn thì mình chỉ cần kẹp vào như thế này thôi các bạn nha. Rồi. Rất đơn giản các bạn. Nó trở thành đồng hồ đo vôn này. Mình kẹp vào là nó đỏ lên các bạn này. Đó. Hai viên pin này đang nối tiếp với nhau là thành 5V. Và mình đo một viên pin thôi thì nó là 3.8V các bạn. Một viên pin 18650
cụ này là 3.8 V và đo hai viên mắc nối tiếp nhau thì nó thành 5.1 V các bạn ơi. Nó nhiều công dụng lắm các bạn ơi, và mình có video riêng. Còn các bạn mà thích làm cái video này, đồng hồ này, thì các bạn hãy xem cuối video nha, mình sẽ trình bày chi tiết cho các bạn luôn. Nhưng hãy quay lại cái vấn đề này các bạn ơi, điện 12 và cung cấp cho quạt là nó rất mát luôn các bạn. Quạt chạy rất mạnh, mát quá các bạn ơi, thực sự là mát luôn này, rất là mát luôn. Khi nào cần làm cho nó mát thì các bạn dùng nha. Bây giờ mình sẽ ngưng cái này. Giả sử các bạn không muốn dùng quạt nữa mà các bạn dùng đèn led, cung cấp cho đèn led nó vẫn được luôn, mà mình đang sẵn sàng để muốn giới thiệu cho các bạn. Ở đây có hai thanh đèn led, mình mua 12 V và mình cắt ra từng đoạn ngắn như thế này và mình cung cấp cho cả nó. Rồi các bạn thấy nó sáng dữ không, rất tuyệt vời nè. Mình sẽ nẻ cái ánh sáng này ra để cho cái đồng hồ này nó không bị chớp nữa các bạn nha. 12 V và dòng tiêu thụ là 0.98, tức là xấp xỉ 1A các bạn, rất là sáng các bạn. 1A có nghĩa là dòng rất mạnh các bạn nha, các bạn hãy tự tính là dòng 1A là nó rất là mạnh. Lấy ampe này nhân cho vôn này là hiện tại nó đang 12W các bạn nhé, và mình đang sờ tay vào đây nó không nóng gì hết, không có cảm giác là nóng gì cả, và nó sẽ dùng bền bỉ lâu dài các bạn nhé. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đó, nó dùng đèn led, dùng quạt máy hoặc là dùng thêm thì việc gì đó thì cũng được, các bạn tự nghĩ ra thôi ha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm cái đồng hồ này. Chủ yếu là mình muốn các bạn có biết cách để cấu được cái đồng hồ này sử dụng như thế nào. Còn cái hình dạng này á, là các bạn tự làm, tự nghĩ ra các bạn nhé. Như mình là đồng hồ nằm ở đây, hai cái cọc điện để xuất ra mắc song song với cái cọng sạc này. Có cái này cũng được, không cũng được, các bạn chỉ cần một cái cọc sạc này là được. Có bạn thích thì làm hai cái cọng sạc này các bạn nha. Còn cái chân cắm này là để cắm vào các cái cục sạc điện thoại, cắm vào đây chẳng hạn các bạn, cắm vào đây chẳng hạn. Như vậy là kiểm tra rất là dễ dàng các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu làm các bạn nha. Các bạn, mình sẽ cắm cái này vào cho các bạn thấy là ở đây mình đã cấu giấy rồi, đồng hồ đã đỏ các bạn ơi, tất cả đồng hồ đã đỏ các bạn nhé. Mình sẽ giải thích chi tiết một chút các bạn nè. Ở đây là cục sạc iPhone, đây là một cái giấy sạc mình đã cắt ra, chỉ lấy hai sợi màu đỏ và màu đen, còn hai sợi màu xanh và màu trắng mình cắt bỏ không cần. Sợi màu đỏ này là đại diện của 5V thì mình cấu vào dây màu đỏ và màu vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Các bạn hãy nhìn kỹ nha. Còn dây màu đen thì cấu vào dây màu đen lớn và dây màu đen nhỏ của cái bảng đồng hồ này. Mình tắt ra cho các bạn nhìn rõ này. Bảng đồng hồ này còn lại duy nhất dây màu đỏ thì sẽ đi ra cái chân ấm của cái cục sạc điện thoại. Cục sạc này các bạn lấy ở đâu? Các bạn lấy ở trong những cái cục sạc điện thoại cũ hỏng, các bạn đập lấy ra. Nhớ là khi tháo các bạn phải giữ cả cái chân này đầy đủ, bốn chân này phải giữ đầy đủ các bạn nha. Còn chân dương của cái cục sạc cọng sạc này thì các bạn hàng vào dương của cái dây sạc 5V. Rồi thật vả, chỉ có vậy, đơn giản quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm cái sạc này vào là xong. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn nha. Cắm vào các bạn này, vốn giảm xuống 4.7 vì dây mình cấu nhỏ quá và dòng đã tăng 0,
7 ampere. Để cái bảng đồng hồ này không báo tụt áp thì các bạn câu những cái dây này thật lớn các bạn nhé, và cắt ngắn những cái dây này lại. Mình sẽ để như này để các bạn thấy là rất dễ dàng làm các bạn nhé, và các bạn sau khi nhìn cái này rồi các bạn hãy tự mình câu lấy, chứ mình không cần đưa phải sơ đồ đâu các bạn nha. Và mình sẽ tháo hai cái này ra để các bạn nhìn kỹ hơn một chút, rất dễ dàng hơn này. Đấy, rút cái này ra với tư thế này các bạn sẽ làm được ngay. Video xin dừng ở đây các bạn. Chúc các bạn làm thành công. Mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh có tương lai phát triển các bạn nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.